Xin chào mọi người. Công nhận đó, càng ngày càng cuốn. Tiếc ghê, sáng là 5 giờ mấy ác phải dậy rồi. Thành ra mà trưa không ngủ được. Mà tối thức khuya quá như hồi hè là chịu không nổi. Chứ không là rảnh rỗi là tớ quất thêm lít nữa rồi. Cuốn bà cổ luôn. Tiên Võ Đế Tôn Diệp Thành tập 921. Một câu thiên hư, một câu diệt cửu tộc đã lập tức để tứ phương phải sôi trào, cũng không khó để đoán ra. Thánh thể Diệp Đào muốn đi làm cái gì, anh đã bị đụng vào vẫy ngược thì phải cùng đàn xà tộc không chết không thôi. Lập tức vô luận là tu sĩ của huyền hoang cũng hoặc là tu sĩ đại sở liền nhao nhao lao theo, đen nghìn nghịt che ngập bầu trời. Ở phía trước, Diệp Đào tốc độ cực nhanh, càng đến gần cấm khu thiên hư thì sát khí càng thêm băng lãnh, mà sát khí cũng liền càng thêm dày đặc. Đợi đến trước thiên hư, anh mới hạ xuống, đứng lặng như một pho tượng, không nói cũng không có hành động gì, mặc cho cuồng phong thổi vào thân thể. Sau lưng anh, tu sĩ tứ phương cũng đến, đứng đầy chư thiên, phủ kín đại địa, không người nào nói gì, chỉ lặng lặng nhìn qua. Vãn bối Diệp Đào xin ra mắt tiền bối. Diệp Đào chắp tay hành lễ có một hậu bối, lời nói bình bình đạm đạm. Thế nhưng là thiên hư tựa như không có người, đối với cái hành lễ này của Diệp Đào không một chút nào đáp lại, tất cả đều an tĩnh đến đáng sợ. Diệp Đào không nói lời nào, chậm rãi thu lại động thái hành lễ, lập tức nhấc chân một bước vượt qua, đạp vào ranh giới của cấm khu thiên hư. Hành động này của anh để trái tim của tu sĩ tứ phương đều run sợ kịch liệt. Thiên hư là chỗ như thế nào chứ? Đó chính là cấm khu đó, ai dám mạo phạm chứ? Trong vô tận năm tháng, Diệp Đào hẳn là người đầu tiên dám đứng tại trên hư không của thiên hư như một quân vương quan sát thế gian. Diệp Đào, có phải là cho ngươi mặt mũi mà ngươi không cần hay không? Lăn xuống đây. Trên một ngọn núi của thiên hư, thiên tru địa diệt đều há miệng chửi. Hóa ra thiên hư là có người. Diệp Hào nhàn nhã cười nói, trên miệng cho dù nói như vậy nhưng anh vẫn đứng ở trời xanh như cũ. Dám coi thường uy nghiêm của thiên hư như vậy, ngươi coi là thực sự rất can đảm đó. Thiên vương của thiên hư hiển hóa ra chân thân, tiếng nói như vạn cổ lôi đình. Coi thường uy nghiêm của thiên hư, không chỉ có một mình Diệp Đào ta. Diệp Đào nói ra, nhẹ phẩy ống tay áo, từng khối ngọc giản bắn ra, tại bên trong lúc rơi xuống liền bạo liệt nổ tung, hóa thành một vài hình ảnh. Chính là anh suốt đoạn đường này đã thu thập việc ác mà đằng xà đã làm. Thiên vương hơi nhíu mày, tâm trí của hắn là cỡ nào chứ? Sao lại không biết hành động lần này của Diệp Đào là có ngụ ý gì, là đang muốn hắn xuất quân? Hồng Hoang cùng chư thiên sớm đã có hiệp định hậu bối tranh hùng. Lời nói của Diệp Đào mờ mịt tại cửu thiên. Lão bối đằng xà tộc tạo ra đại huyết kiếp đã làm trái với hiệp định ngưng chiến. Vậy ngươi muốn như thế nào? Thiên vương liếc nhìn qua Diệp Đào. Cấm khu xuất binh hủy diệt đằng xà. Diệp Đào nhạt nhạt nói ra. Nếu như cấm khu không xuất binh thì sao? Thiên vương đạm mạc nói ra một câu. Tiền bối là như vậy, chính là đang ép vãn bối nổi điên. Diệp Đào nhàn nhạt nói, lập tức giải phóng một tia phong ấn thiên kiếp. Thiên địa đang u ám, mây đen đột nhiên tụ lại, sấm sét vang dội, một cổ uy áp ầm vang hiện ra để tâm linh người phải run rẩy. Còn móa đó chứ, quỷ ngu giật nảy mình chửi tục, mém chút đã từ trên hư thiên rơi xuống đất. Thiên kiếp, tu sĩ tứ phương từ chuẩn đế cho tới thiên cảnh đã lập tức biến sắc, vô thức lui lại. Thiên kiếp của thánh thể là bá đạo tới cỡ nào, chính là thần phạt cái thế, chớ nói là tu sĩ tiểu bối, cho dù là lão bối cũng phải sợ hãi. Ngày xưa tại Nam Vực, Diệp Đào độ thánh kiếp dẫn đến thần phạt tứ đế, đánh cho vạn tộc thây chết thành núi, máu chảy thành sông. Tại huyền hoang Tây Mạc trước đây không lâu, Diệp Đào đột kích chuẩn thánh vương, dẫn tới thần phạt tám đế, hồng hoang tám tộc đã núi thây biển máu.
Mà bây giờ Diệp Đào lại dẫn ra thiên kiếp, tất nhiên sẽ phải có 16 đế. Nhưng làm cho người khiếp sợ nhất cũng không phải là chuyện này, mà là anh lại dẫn ra thiên kiếp ngay tại thiên hư, là muốn kéo cấm khu phải độ kiếp chung ma. Diệp Đào, ngươi điên rồi đúng không? Địa Dịch nói giận chửi, ta thật sự điên đó. Diệp Đào hung hăng vặn vẹo cổ, ý tứ của vạn bối đã rất rõ ràng, hoặc là cấm khu xuất binh, hoặc là chúng ta cùng nhau độ kiếp, tiền bối chọn cái nào? Đây là muốn áp chế ta sao? Thiên vương của thiên hư hừ lại một tiếng. Đúng, đây chính là áp chế. Diệp Đào nhún vai, cho nên tiền bối chớ bức bộ tôn thánh thể phát cuồng. Người có biết đây là chiến tranh chỉ vì tư lợi của bản thân mình liền không màng đến sinh linh hay sao? Thiên vương ngữ khí băng lãnh. Từ khi Diệp Đào ta bắt đầu đạp trên con đường tu đạo, liền đã làm tốt sự chuẩn bị gánh chịu bêu danh của vạn cổ. Diệp Đào cười đầy quỷ dị, hai mắt đều phun ra thần mang bạo ngược. Trận chiến này không vì thương sinh, chỉ vì con của ta. Đụng tới mấy người của ta liền tru diệt cứu tộc của bọn hắn. Ta không quan tâm tới quá trình, chỉ cần một cái kết quả. Cho dù là thủ đoạn ti tiện, cho dù con đường này phủ kín máu và xương của sinh linh. Điên, ngươi thực sự điên rồi. Địa Lão chửi tiếp, ta là bị ép phải nói điên. Diệp Đào một câu nói này là gào lên, chính là tiếng gào thét phát ra từ linh hồn. Một đôi mắt vàng kim bị từng đầu tơ máu nhuộm thành màu đỏ, gương mặt kia cũng là dữ tợn trước nay chưa từng có. Cảm xúc của anh cực kỳ không ổn định, đến mức điềm báo của thiên kiếp càng thêm nồng đậm, thời thời khắc khắc đều thể hạ xuống. Diệp Đào, ngươi thật sự cho là cấm khu không dám diệt ngươi sao? Âm thanh quát lạnh này truyền lại từ Đông Hoang, chuẩn xác hơn mà nói truyền lại từ luyện ngục của Đông Hoang, chính là tiếng gầm thét của thiên vương của luyện ngục. Chích đời luyện ngục Đông Hoang, Phong Xuyên Tây Mạc, Hoàng Tuyền Bắc Nhạc, Minh Thổ Nam Vực, để có cực đạo đế quang lao vút lên thương thiên. Đó là từng tôn đế khí, đế binh, hàng thật giá thật, số lượng không dưới 100 tôn, mỗi một tôn đều nở rộ đế uy. Cũng chính là nói, tối thiểu có 100 tôn cực đạo đế binh liên hợp khóa chặt Diệp Đào, thời thời khắc khắc để chuẩn bị tru diệt anh. Người tứ phương đều chấn động, sắc mặt trắng bệch. Đội hình như thế, trừ phi là đại đế, nếu không thì không ai có thể gánh vác được trận tru sát này. Trận trường thật là lớn đó. Diệp Đào liếc nhìn qua tứ phương, lại cười khẽ nói ra, trong mắt không hề lộ ra một chút vẻ sợ hãi nào. Người giờ phút này rời đi thì cấm khu chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không chính là chết. Thiên vương của thiên hư âm thanh lạnh lùng nói ra. Vậy cứ liền thử xem sao. Nụ cười đầy ma tính này của Diệp Đào nhiều thêm một vòng yêu dị. Cứ nhìn xem một chút, cấm khu các người giết ta trước, hay là ta đem thiên hư của người san thành bình địa trước. Nói xong, anh lập tức giải phong ấn thần phạt. Lôi đình vốn là tàn phá bừa bãi, gần như lập tức hội tụ lại, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh xuống. Thiên vương cũng đại cấm khu, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vốn biết rõ Diệp Đào là một thằng điên, nhưng chưa từng nghĩ đến anh lại điên đến như thế. Bọn hắn đều minh bạch, cho dù có trên 100 tôn đế khí khóa chặt, cố tuyệt đối dây không được Diệp Đào, chỉ vì thân thể Diệp Đào có luân hồi nhãn, một cái thiên đạo đủ có thể né qua đế đạo tuyệt sát. Cũng chính là vì có lá vương bài này cùng thần phạt khoáng thế, mới thể khiến cho Diệp Đào có vốn liếng để đàm phán cùng cấm khu. Bầu không khí đè nén đến cực độ, để tứ phương nhìn mà trái tim đập bình bịch. Dám áp chế cấm khu như vậy, Diệp Đào là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng. Người có đại sở, thân thể cũng căng cứng, trăm vị đế binh khóa chặt, nếu một người nào đó ruột gan rối bời chơi ngu, liền có khả năng bị nát đầu. Diệp Đào, đừng có như vậy mà. Thanh âm mang theo tiếng khóc đứt nở của chúng nữ, bộ dáng bây giờ của Diệp Đào để các nàng sợ hãi. Chớ làm ẩu. Đang lúc thời điểm cấm khu tiếng thối lưỡng nan, một tiếng mắng to vang lên truyền lại từ hư vô cao thiên. Trời xanh lập tức nổ tung, có hàng trăm đạo nhân ảnh hiển hóa, đều là chuẩn đế, cẩn thận nhìn một chút. Cũng phải chính là cửu hoàng bọn họ hay sao?
Âm thanh mắng to kia truyền ra từ nhân vương cũng không phải là hắn muốn đùa giỡn, mà là uy nghiêm thực sự. Một sự tàn hồn của nhân hoàng càng biết cấm khu có liên quan quá lớn, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất gì. Mắt thấy cửu hoàng đến, đám thiên vương của cấm khu sắc mặt đều đen như đít nồi. Thực đúng là xem thường cái máu điên của dân đại sở. Lúc trước bị các ngươi áp chế, bây giờ lại là Diệp Hạo không đùa nghịch giở trò lưu manh với bọn ta, thì các ngươi ăn không ngon hay sao thế? Còn mẹ nó chứ, cấm khu huyền hoang bọn ta dễ bị bắt nạt như vậy hay sao? Cửu hoàng của đại sở liền rất đáng yêu, đều y như người không có chuyện gì. Nhìn cái gì mà nhìn, ta liền bức ép các người đó, làm sao rồi thế? Diệp Đào không được động tới thiên kiếp. Đông Hoàng Thái Tâm hừ lạnh, có việc gì thì thật tốt nói ra trước đi. Thiên lão cũng lên tiếng, hắn vốn là chạy đi xem chiến, ai có thể nghĩ ra vừa tới huyền hoang liền thấy một màn không cách nào vô pháp vô thiên hơn thế này, quá là dọa người. Cấm khu không xuất binh, ta sẽ không rời đi. Diệp Hạo cũng đủ máu liều, liền cứ đứng đó không nhúc nhích. Mặt ngũ đại thiên vương càng đen hơn, tức đến mức toàn thân phát đau. Diệp Hạo không nhúc nhích thì cấm khu cũng không dám vận động. Bọn hắn xem như nhìn ra, liền không thể kích động Diệp Hạo, bởi vì anh là quả bom hẹn giờ, sờ một cái liền sẽ phát nổ. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Viêm Hoàng hỏi. Nghi vấn của ông ta cũng là nghi vấn của chúng chuẩn đế đại sở. Diệp Hạo sẽ không vô duyên vô cớ mà không qua được cùng năm cấm khu. Thái tử Đằng Xà Tộc bắt hại tử của Diệp Hạo để uy hiếp hắn. Diệp Hạo muốn để Đằng Xà Tộc mới tìm cấm khu hỗ trợ. Cấm khu không để mặt mũi, còn cầm lấy binh hù dọa bọn ta. Kết quả là chúng ta nhất thiết không qua được, muốn chuẩn bị đánh bọn hắn. Đám người tài của đại sở liễu lo liên tục. Ngươi một lời, ta một câu, nói ra ngọn nguồn sự tình đơn giản mà sáng tỏ. Chúng tuần đế đại sở đã hiểu rõ mọi chuyện, đích nhìn nhau, tập thể cũng nhìn thoáng qua Tiểu Diệp Phàm, sau đó đều nhìn về phía Diệp Hạo. Ngay sau đó, mà thật sự là không có sau đó, mấy trăm tôn cấp chuẩn đế đều đồng loạt chắp tay sau lưng, cả đám đều tấm tấm ròng rã đứng thành một bầy, chính là không người nào nói chuyện, cũng không chuẩn bị muốn nói chuyện. Lần này, xong thật rồi. Thiên trù địa diệt mãnh liệt co giật khóe miệng, để các người tới khuyên bảo ngược lại là nói một câu gì đi. Là nhìn tới thiên vương, gương mặt kia đã là đen tới cực độ. Muốn nói hiểu rõ đại sở nhất vẫn là hắn tôn thiên vương này. Đại sở để có bóng liều và điên khuyên can sao, còn muốn để vào hắn khởi khuyên can nữa sao? Không lửa cháy đổ thêm dầu đã là không tệ. Hay à, hai tử bị trói áp chế hắn thật sự là bất hạnh mà, dù là ai thì cũng phải nói giật. Nhân vương không ngừng thở dài lắc đầu. Nếu là ta sớm đã nổ tung nên bất cần thân thể cứ mài chích mẹ bọn hắn đi. Chính lão vùi đầu tay nắm lấy hạt châu dùng sức mà chà. Ta thật sự không quen nhìn một loại người cứ muốn cầm đế binh hù dọa hài tử, đúng là không có tố chất. Đi lão biểu môi, đám này nếu như ở tại đại sở bọn ta, sớm hôm mày nó đã đạp chết 800 lần. Chúng chuẩn đế đại sở để có cùng chung tư tưởng, nơi nào cũng đều không đi, nên cứ đứng tại cổng thiên hư. Mặc ai người đó làm việc của mình. Ví dụ như hoàng giả đều mang theo bầu rượu ung dung uống, như là thần tướng để đang mài đao mài đến bóng loáng. Như là Đông Hoàng Thái Tâm, còn Nguyệt Hoàng đám nữ chuẩn đế kia để cầm cái gương nhỏ chăm sóc mái tóc của mình. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Tu sĩ tứ phương nhìn thấy những hình ảnh này cũng đều co giật khóe miệng lia lịa. Đây không phải là tới khuyên ngừng chiến đó, đây là xả đạp đúng không? Máu điên của người đại sở hôm nay có thật được mở mang tầm mắt mà. Là nhìn tới thiên vương đã không chỉ là mặt đen mà còn ôm ngực ấp ủ một hơi lão huyết, không biết là nên phun ra hay là nên nuốt xuống, cứ đang ngậm lấy tại trong miệng. Ngay tại vừa rồi áp chế cấm khu còn chỉ là một mình Diệp Hạo, hiện tại ngược lại là tốt, già trẻ lớn bé bọn hắn để tập thể tụ tập hết ở đây. Điều bộ này cấm khu nếu không xuất binh thì bọn hắn còn lâu mới rời đi, còn chuẩn bị đứng tại nơi này chờ được ngắm nhìn Diệp Hạo độ kiếp đúng không? Nói đến thiên kiếp, thiên tu địa diệt đều ngẩng lên cái mặt mò nhìn thoáng qua trời xanh,
thiên kiếp của Diệp Đại Hào sắp tới rồi. Thánh thể độ kiếp thật sự cũng không có gì, nhưng nếu đem thiên hư cũng lôi vào độ chung thì đồng tính kia, tràng diện kia, cảnh tượng kia thực sự là cực kỳ lớn. Thiên hư thật sự sẽ bị đánh thành to tàn. Được, thiên vương của thiên hư hừ lạnh, cuối cùng cũng là lắng miệng. Cấm khu xuất binh, mời một tam tôn đế binh của các ngươi. Cái này mới đúng đó nha. Thiên vương của thiên hư vừa mới nói xong, chúng thuận đế đại sở, vô luận là uống rượu, xả đạp, cua gái, đều tập thể nhìn về phía cấm khu thiên hư. Cũng cùng lúc đó, Diệp Đào cũng thi triển đại thần thông nghịch thiên, đem thiên kiếp sắp đến phòng ấn lại. Máu điên, điên và cố luôn. Đám đợi sở đều điên hết.